Hôm nay 23 tháng 9 tưởng rằng chẳng có gì cả, nhưng mà Hacom đang làm phát sale cực kỳ mạnh em ạ. Giờ vàng sinh nhật 22 năm luôn, PS5 hơn 6 triệu, Switch Lite trên 1 triệu. Và ngoài kia xếp hàng cả dàn kìa, ra đón 500 anh em nhá. Chào anh em, đây là một gương mặt rất là quen thuộc đối với mình, không? Đi rất nhiều sự kiện rồi, mình đã gặp rồi. Nào, bạn giới thiệu tên của bạn nào? Mình xin được giới thiệu, mình là Phong. Phong, ok. Thế hôm nay là Phong đã xếp hàng từ mấy giờ nhỉ? Em xếp hàng từ lúc trời còn sáng nữa là 6 giờ. Ôi, trong lúc các cụ già đi tập thể dục, các bà già đi trên con đường là bạn đã ra đây rồi à? Đúng vậy. Ôi, sớm đấy. Thế hôm nay bạn định mua gì nhỉ? Mình mua cái loa. Mua cái loa? Loa nào nhỉ? Chỉ cho mình cái nhỉ? Đây, cái loa 50.000. Axus. À 50.000 à, ôi số lượng 10 chiếc thôi đấy nha. Và đây chắc phải có 100 người đấy nha. Em nghĩ là chắc chắn em sẽ sang được thôi. Sang được, vậy thì bây giờ thế lựa chọn thứ hai của bạn là gì? Nếu mà không là loa. Nếu như không phải là loa mà mình có nhiều tài chính thì mình sẽ mua con 3060. 3060 à? 3 triệu. 3 triệu à? Nghe khó hơn đấy. Thôi, hy vọng là bạn sẽ hút được sản phẩm mà bạn muốn. Và rất cảm ơn bạn đã đến Hacom nhé. Ok. Bạn có tay bạn ạ. Tèo. Ok anh em ơi, thì mình vừa đón chào 500 anh em bước vào trong showroom của Hacom Thái Hà. Và cực kỳ là đông luôn, trải dài tới cả phố luôn. Nhưng mà bây giờ mình đang có mặt ở đây với những anh em xếp hàng đầu tiên. Thì cho mình hỏi tên bạn là gì ạ? Mình tên là Nguyễn Minh Sơn. Nguyễn Sơn, ok. Thế thì bạn đã xếp hàng ở đây từ bao giờ rồi ạ? Mình xếp hàng từ sáng hôm qua tới bây giờ. Sáng hôm qua đến bây giờ. Bạn 8 giờ sáng bạn đến đây đứng gọi là đóng củ ấy luôn. Vâng. Ok. Thế thì hôm nay bạn có nhu cầu mua sản phẩm gì mà bạn có lại chờ đợi như thế nhá? Bạn chỉ cho mình được không? Cát GTX 1660 Super. 1660 Super. Với mức giá 999.000 và số lượng thì chỉ có 1 chiếc. Ok. Thế ở nhà bạn đang dùng máy gì nhỉ? Mình dùng máy tính bảng có hình thì cũng bình thường. Thế là bây giờ bạn mua sản phẩm này để nâng cấp đúng không? Ok luôn nhá. Rồi, hy vọng rằng bạn có thể hút ngay em này và mua được cả em khác nhá. Thế bây giờ mình hỏi bạn đi. Ok, thế cho mình hỏi bạn tên là gì nhỉ? Mình tên là Nguyễn Trung Hiếu. Nguyễn Trung Hiếu, ok. Thế thì bạn cũng đứng đây cùng giờ với bạn này à? Đến muộn hơn khoảng tầm nửa ngày. Thế thì hôm nay bạn này thì đã chiếm được chiếc cạc 1660 Super. Thì bạn muốn mua chiếc gì? Chắc chắn là 3060. 3060 với mức giá 2999. Ui, quá 10 điểm luôn. Hy vọng rằng là bạn có thể hút được sản phẩm này nhá. Rồi, ok. Xin chào hai bạn. Hai bạn là mình thấy nó có vẻ là một couple đúng không ạ? Không ạ. Không phải ạ. Rồi, thế cho mình hỏi tên hai bạn ạ. Bạn tên là gì nhỉ? Mình là Bắc. Bắc, ok. Em là Huyền ạ. Ok. Thế thì cho mình hỏi là hôm nay bạn đã đem hai người tới để tăng gấp đôi khả năng mua đồ đúng không? Đúng rồi. Thế bạn đang muốn mua sản phẩm gì nhỉ? Mình định mua cạc nhưng mà chắc là cạc mất rồi nha. Chắc mình săn sang. Mình thấy người số 1 và người số 2 là cũng hút mất con cạc rồi. Thế định hôm nay bạn định cho người yêu bạn mua cái gì? Em mua hộ màn hình giúp bạn. Mua hộ màn hình giúp bạn à? Vâng. À thế thì bạn đã được biết rằng là thông tin là màn hình cần mua màn hình nào chưa? Rồi ạ. Màn hình gì? Em không nhớ. Nói chung là bạn sẽ điều hành, ok rồi. Chỉ cần có mặt đây thôi. Chỉ cần có mặt nữa, ok rồi. Rất cảm ơn hai bạn đã đến Hacom nhá. Và hy vọng là bạn sẽ hút được một những sản phẩm này nhá. Vâng, rồi cảm ơn. Cảm ơn ạ. Thế bạn cảm xúc thế nào khi mà được nhận chiếc 1660 Super 6GB OC của Asus TUF nhỉ? Bây giờ cảm xúc của mình hiện tại rất khó tả, nó rất nhiều cung bậc cảm xúc. Cung bậc cảm xúc. Rồi ok, rồi mình nhìn là biết bạn là khá là vui rồi. Nhưng bây giờ nhá, mình không đánh giá. Bây giờ mình hỏi này, bạn sẽ dùng hay bán? Mình dùng. Mình dùng, ok. Sẽ nâng cấp lên. Nâng cấp lên, ok rồi nhá. Rất là cảm ơn bạn đã qua Hacom mua hàng và hy vọng gặp lại bạn lần sau nha. Ok, bạn đã đợi bao lâu cho chiếc cạp mình 3060 này rồi? Khoảng tầm hơn 20 năm. Hơn 20 năm trên đời của bạn luôn. Thế thì bây giờ mình hỏi thêm bạn câu này là bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ Hacom như nào? Những gì mình được trải nghiệm là chuyên nghiệp nhất, đỉnh nhất, tuyệt vời nhất. Ok, rồi. Rất cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rồi, hy vọng gặp lại bạn. Mình là Duy. Bạn tên Duy đúng không? Thế bạn là năm nay sinh năm bao nhiêu nhỉ? 2000. 2000, ok, hết cùng tuổi luôn, bạn bè luôn, bro luôn. Ok, rồi thế thì bro hôm nay là đã... Tại sao bro lại muốn mua chiếc V5 này? Đã đợi bao lâu để mua chiếc V5 rồi? Thực ra là cũng thích cái này lâu rồi. Lâu từ lúc rồi, ra rồi. Mắt là đã thích rồi. Giấc mơ từ rất lâu rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chưa có tiền thôi. Chưa có tiền.
mức giá này chắc chắn là nếu mà bạn đã đi tìm nhiều, bạn biết rằng cái mức giá 7 triệu này mua cũ nhiều khi là không có, đúng không? Đúng không? Đấy, chuẩn rồi. Và bạn thấy hài lòng với trải nghiệm mua hàng của Hacom không? Có, mình rất hài lòng. Bạn có thể gửi một lời gì đó cho 22 năm tuổi của Hacom không? Mình xin chúc Hacom sẽ luôn phát triển và thành công. Hy vọng là sẽ có nhiều chương trình khác nữa để ủng hộ kiểu người dùng nhiều hơn. Ui, chúng mình 100% ủng hộ người dùng à. Rồi, thôi, rất là cảm ơn bạn đã mua chiếc PS5. Rồi, và hy vọng gặp lại bạn ở lần mua sau nhá. Rồi, ok. Ui, bạn cướp được màn hình à? Đây, rồi, ok. Bạn lúc nãy thì bạn đã muốn mua, bây giờ thì bạn đã hút được em giao hùa rồi. 24 inch rồi. Rồi, bạn có thấy cảm xúc gì sau khi mà bạn đã mua chiếc màn hình này nhỉ? Thì tất nhiên là em vui vì đã mua được sản phẩm mình mong muốn ạ. Đúng rồi, vừa điểm luôn. Thế bạn định làm chiếc màn hình này làm màn hình chính hay là màn hình phụ nhỉ? Em định dùng màn hình này làm mình hình phụ thôi ạ, để chơi game thôi ạ. Ok, màn hình để phụ để chơi game đúng không? Rồi, thế thì hy vọng là bạn có thể thành công trên con đường của mình và mong gặp lại bạn ở lần mua tiếp theo nhá. Vâng, rất cảm ơn bạn. Hôm nay bạn hút được quả gì đấy? Hôm nay em lấy được quả SSD ạ. SSD à? SSD chứ gì, bạn bỏ túi ra cho mọi người cùng xem nào. Vâng, thì ngày hôm nay em... Ui dồi, high quality anh em nhá. Thế thì cho mình hỏi là bạn tên gì nhỉ? Em tên là Tuấn. Tuấn, ok. Minh Tuấn á. Bạn Tuấn năm nay sinh bao nhiêu tuổi rồi? Giả sử với cái khuôn mặt này thì anh thử nghĩ là em sẽ sinh bao nhiêu. Thì đoán được không? Số. Dao động từ 98 tới 2K. Dạ, đúng rồi, em sinh năm 2000. 2K, ui dồi, bro. Bro, ok rồi. Em là anh lần này là thứ 3. Lần thứ 3, ok rồi. Đấy, rồi. Nào, thế bây giờ bạn Tuấn cho mình hỏi nhá. Là bạn muốn mua em này để làm ổ chính hay ổ phụ? Em luôn này làm ổ chính luôn. Ổ chính luôn. Nhà máy tính xịn sò, cần cơ bò, cần ổ cứng Samsung đúng không? Đúng rồi, anh chuẩn luôn. Rồi, 10 điểm rồi. Thế thì bây giờ bạn cảm thấy trải nghiệm mua hàng Hacom này nào? Thực sự thì hôm ngày hôm nay thì em thấy cái trải nghiệm của Hacom này rất là kiểu náo nhiệt và thực sự nó sôi động. Đúng rồi. Rồi đến ngày hôm nay rất là thú vị. Và bạn mua hàng sale như nào, nhanh không? Thực sự rất là nhanh. Rất là liên tục luôn. Đúng rồi, hôm nay chúng mình cố gắng đem trải nghiệm 10 điểm nhất mà. Rồi, thế thì bây giờ bạn muốn test hoặc là bạn bay màu luôn? Khả năng là em sẽ test qua một chút. Lần trước là em gặp anh ở dưới Thanh Hóa đấy. Nhớ. Bữa em có đỏ. Ok, nhớ. Ok, thế là mời bạn lên trên tầng test nhá. Rồi, ok, lúc nãy mình phỏng vấn bạn thì bạn đã muốn mua cạc này, muốn mua màn các kiểu này. Thế bây giờ cuối cùng bạn đã về với sản phẩm gì? Đây là loa, đúng như đây rồi, ok, đây rồi, đúng như loa dự định rồi, may quá, chiến binh chiếc loa rồi. Đấy, thế bạn có định mua được chiếc loa, bạn có định đợi Kingston nữa không? Chắc là có. Chắc là có à? Không có được, toàn là hình phải chơi đến cùng. Ok rồi nhá. Rồi, thì bạn cảm thấy trải nghiệm mua hàng đây như nào nhỉ? Của Hacom? Khá là vui nữa, cảm giác kiểu chờ đợi một thứ gì đó khá là hay nữa. Lần đầu tiên mình đi xếp hàng mua thế tốc về tốc độ thì như nào nhỉ? Nhanh. Thanh toán mọi thứ nhanh đúng không? Rồi, thế thì hy vọng bạn có thể chiếm được một chiếc sản phẩm gì đó của Kingston và mong gặp lại bạn lần nữa khi vừa mua hàng nhé. Rồi, ok. Xin chào chủ nhân mới của chiếc Nintendo Switch Lite phiên bản màu gọi là màu gì đấy bạn nhỉ? Màu hồng. Màu hồng đúng không? Pink đúng không? Nam tính, được chưa? Đúng chuẩn chưa? Rồi, thế thì cho mình hỏi nhá. Bạn đã mong muốn mua sản phẩm này từ lâu chưa? Thực ra là mình muốn mua con cạc đồ họa cơ, nhưng mà không được thì đây là lựa chọn thứ hai của mình. Thế bây giờ mình hỏi nhá, là nếu mà bạn đã biết qua về em này rồi đúng không, thì bạn đã bao giờ tìm giá của nó chưa? Thực ra mình tìm giá rồi, thì mình thấy giá rất là cao nên là đợt này sale thì mình lựa chọn lấy sản phẩm này. Thế bây giờ bạn trả lời cho bạn đây là bạn mua bao nhiêu tiền? Sản phẩm này mình mua giá 2 triệu. 1999. 2 triệu chỉ 1.000 đúng không? Mức giá quá là rẻ luôn, mua cũ như không khó. Rồi, thế thì bạn cảm thấy cái trải nghiệm mà mua hàng của Hacom như nào nhỉ? Trải nghiệm mua hàng mình cũng từng săn ở đây một lần rồi và thấy trải nghiệm mua hàng ở đây rất là tốt. Và mọi thứ nhân viên đều rất là nhiệt tình. Tốc độ sao ạ? Tốc độ rất nhanh. Rất nhanh đúng không? Thì rất cảm ơn bạn đã mua hàng Hacom nhé. Và hy vọng gặp lại bạn lần nữa nha. Ok. Ok anh em ạ, hiện tại thì những cái món hàng hot ví dụ như là PS5 hay là cặp màn hình đã bay màu hết rồi. Những chiếc màn hình 1 triệu, 2 triệu cũng mất rồi. Đấy, nhưng mà không sao, hàng vẫn còn rất nhiều và những anh em sẽ hút hết những sản phẩm này. Đợi một chút nữa thôi, chúng mình sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng những phần quà chỉ có 1.000 nhá. Tức là anh em chỉ cần mua nó với mức giá 1.000 thôi là những sản phẩm cực kỳ hot của Kingston. Và một chiếc PC 2 triệu 2 và một chiếc máy gì 2 triệu 2 đấy. Laptop với một PC 2 triệu 2 nữa. Tua đến 11 giờ là. Anh em ạ, đang gọi là giúp đỡ anh em ở đây bán nốt những sản phẩm cuối cùng.
Và hiện tại là cũng gần với cả 11 giờ rồi, anh em có thể nghe thấy âm thanh gọi là tiếng nói của Đài Phát Thanh Việt Nam đây. Những quả quay xổ số đây. Và sắp tới sẽ là chương trình quay xổ số để xem là ai sẽ là người có thể mua được những chiếc ổ cứng 1T, những chiếc ổ cứng di động 2T, những cây RAM 8GB với mức giá chỉ 1.000 thôi. Và còn ngoài ra còn có cả laptop cộng với cả PC giá chưa 2.2 nữa. Cực kỳ là ngon luôn, đợi một chút nhá. Anh em ơi! Ôi rồi, vậy là đã một người đã biến mất một chiếc laptop rồi. Và tiếp theo là sản phẩm PC. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm mang tên là laptop. Một chiếc laptop giá chỉ có 12 triệu nhưng bây giờ giảm còn 2.2 triệu. Anh em ạ, à, người quay là người chiến thắng luôn, hơi bị ảo đấy nhá. Check ba nào. Nào gọi điện thoại đi anh ơi. Vô lý quá nhở, nghe có vẻ hơi vô lý nhở. Người quay là người chiến thắng luôn. Rồi lên rồi em ạ. Rồi, vậy là một cầu thủ tự kiến tạo, tự ghi bàn, tự đánh đầu vào lưới. Rồi, đã thành công. Rồi, hiện tại mình đang có một số khá đẹp. 884409. Ôi, nhảy rất cao luôn, một người cho bóng rổ lên đây nào, bạn ơi. Nào, bạn trẻ tên gì nhờ? Hồng Sơn nào, anh kiểm tra ba cho em cái này. Bạn trai, bảnh trai, đẹp trai, lên nhận đồ nào. Đinh Hồng Sơn à? Đinh Hồng Sơn rồi. Anh trai mà bắt tay em đúng không? Đúng rồi, bắt tay, nào thôi, check ba để gọi điện nào, nghe nào chuẩn chỉ nào. Đúng không? Chắc là đúng không? Chắc chưa? Ờ, tao vẫn chơi dùng nhỉ, lâu ấy nhỉ? Vậy là chiếc RAM 1 đồng đầu tiên đã bày màu rồi anh em ơi. Đúng rồi, đáng nhá. Nào, bắt đầu nào. Bấm, ok. Quay. Nào, chúng ta vào số gì? Bạn có thể đọc lên cho mình đúng không ạ? Đuôi số bao nhiêu ạ? Đuôi 4811 anh em ơi. 4. Ôi. Ui. Anh em, về kia ngoài, lên. Nguyễn Đức ơi, 1 lần. Nguyễn Đức, 2 lần. Nguyễn Đức, 3 lần. Rồi, cho bạn nữ làm một lần nữa đây à? Có khi nào bạn nữ bấm xong rồi tất cả mọi người đều trượt không nhỉ? À không, nhiều khi thế là hay, loại bỏ tất cả những người không ở đây. Ồ, đấy, nó này nó hay. Nào, bạn nữ đang quay lần nữa rồi. Ok, số gì bạn ơi, đuôi 4 số cuối nào? Trần Thanh Hiếu. Nào, gọi check ba nào, bật chuông điện thoại em. Điện thoại màu hồng nam tính luôn. Nghe chuông điện thoại nào, xem lên không nào. Không, loa trên thì cũng có. Còn loa trên à? Loa trên ở dưới bạn. Ôi, lên rồi. Vậy là chiếc ổ cứng 2 terabyte đã bay màu rồi. Ok, rất là cảm ơn bạn nữ nha. Bạn nữ đã tăng khả năng cho mọi người khác. Rồi, nào, một phiếu cuối. Bây giờ này. Trước khi mình quay cái cuối, thì mình xin phép nhờ anh em một chút được không? Là tí nữa mình sẽ quay video thì anh em mình 321 anh em bảo phát là chúc mừng sinh nhật Acom được chưa? Yes, mình nhớ anh em một phát nha. Tiếp bàn bầm cuối cùng, tác phẩm cuối cùng của bạn gì? Nói thế nào lên số nào? 5099. Ôi đời! Ôi! Lên rồi các bạn. Rồi vậy là chiếc sản phẩm cuối cùng chiếc ổ cứng Mi đã bay màu. Rất cảm ơn anh em đã tham gia chương trình này nhưng bây giờ vẫn đang tiếp tục giờ vàng sang quả khủng đúng không? Giờ vàng Hacom anh em bây giờ là lại mua với mức giá cực kỳ là rẻ luôn, giảm đến trên 50% anh em vào húp nhá. Rồi, rất cảm ơn anh em. Ok, và đó là kết thúc của chương trình sinh nhật Hacom anh em ơi. 3, 2, 1. Chúc mừng sinh nhật Hacom!